Nhật báo thương mại năm 141969. Hello, Nhật báo thương mại đấy phải không? Dạ thưa cô. Vâng, tôi là thư ký của văn phòng bác sĩ Trần Cửu Vạn đây. Ông làm ơn mở giùm tôi cái trang quảng cáo của phòng mạch bác sĩ Trần Cửu Vạn ra đi. Tôi muốn sửa đổi một chút ít. Vâng, cái phần đầu thì ông vẫn giữ nguyên như cũ nhé. Bác sĩ Trần Cửu Vạn, chuyên khoa tâm lý. Rồi chưa? Xuống hàng. Những người nhút nhát, cả nể, sợ sệt gặp bác sĩ Trần Cửu Vạn chỉ một lần sẽ biến thành con người chết. Ê chê, tôi đọc nhầm trang cáo phó kế bên. Sẽ biến thành con người mới. Để nguyên như vậy nhé. Bây giờ ông thêm cho tôi cái hàng chữ này nè. Nhớ là in màu đỏ, đóng khung đàng hoàng cho tôi. Bảo đảm chị dứt căn bệnh sợ vợ. Rồi chưa? Xuống hàng. Thêm câu này nữa nè. Nhân mùa vu lan thí cô hồn. Bận quá đọc lộn. Nhân mùa vu lan cúng cô hồn. Ai đến khám bệnh bác sĩ Trần Cửu Vạn sẽ được tặng một chai nước mắm. Viết đúng như vậy nhá. Sai một chữ là tôi không trả tiền quảng cáo đâu nhá. Ok. Bye. Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Trời ơi cô ơi. Cô làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút. Người ta nghe được kỳ chết. Kỳ cái gì? Sợ vợ là căn bệnh bình thường. Cái căn bệnh này nó chỉ trầm trọng khi mà ông sợ vợ người khác thôi. Không, tôi chỉ sợ vợ tôi à. Vậy thì đâu có sao. Này, tôi báo tin mừng cho ông biết nhé. Theo thống kê của Bộ Xã hội cho thấy 95% những người sợ vợ toàn là người trí thức cả. Càng văn minh bao nhiêu, càng học cao bao nhiêu, người ta lại càng sợ vợ bấy nhiêu đấy. Phải chi tôi học cao nói làm gì. Đằng này tôi. Mà thôi không nói nữa đâu, đời tôi khổ lắm cô ơi. Nhìn mặt biết rồi, khỏi cần giới thiệu. Nhưng mà ông mắc những bệnh gì kể ra tôi nghe nào. Tất cả những bệnh mà cô đăng quảng cáo tôi bị hết trơn á. Thôi được rồi, để tôi làm sẵn hồ sơ cho ông đi. Để lát nữa bác sĩ có tới thì đỡ mất thì giờ. Dạ. Chứ bị bác sĩ tính tiền giờ thì đắt lắm đấy. Đắt bao nhiêu cũng không sao, miễn trị hết bệnh cho tôi thì thôi. Chắc chắn là khỏi mà. Dạ. Họ và tên. Dạ, Từ Công Bình. Có dính gì Từ Công Phụng không? Dạ không. Tên cha. Từ Công Queo. Tên mẹ. Trần Thị Dẹo. Sao mà kỳ thế này? Gì đâu kỳ. Họ Từ làm sao mà lấy được họ Trần? Sao không được? Thế khi bà con đăng báo chia vui phải đăng làm sao? Thế chẳng nhẽ thành thật chúc mừng hai họ Từ Trần à? Thấy chưa? Cô nói tôi mới để ý hèn gì đời tôi nó thê thảm quá. Đời ông khổ là đúng rồi. Cô làm gì vậy? Chết. Trời đất ơi. Chữa bệnh tâm lý đâu cần cái thuốc cậu. Này, đây là thuốc nói thật. Chữa bệnh tâm lý mà. Nói xạo làm sao mà chữa được. Không có, hồi nãy giờ cô hỏi tôi toàn là nói thiệt mà không có nói xạo. Cô khỏi cần chích. Không, phải chích cho nó chắc ăn. Tôi mà chích cái mũi thuốc này vào rồi á, ông cũng muốn nói xạo xạo cũng không được nhá. Bây giờ chết hả? Không, không mau. Thôi được rồi chết đi. Không phải ở trên này. Chứ đâu? Dưới mông. Vậy chờ chút. Ông làm gì thế? Cởi quần. Khỏi cần cởi quần. Tôi nhìn mông nhiều rồi, chán lắm. Toàn mụn không à. Thấy cái kim này không? Đâm xuyên qua quần là được rồi. Ôi, dưới đây đâm xuyên qua quần. Quay lại. Dạ. Ê khoan. Cái gì nữa? Cô bảo đảm là chết không có đau không vậy? Ông yên tâm, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi. Tôi đã chích cho cả ngàn cái mông rồi. Dạ. Tôi bảo đảm với ông ấy, hễ chích ấy là phải đau. Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Trả lời giùm tôi mấy câu hỏi liên quan đến tâm lý nè. Dạ. Ây da. Ôi cô ơi, cô chích sao mà nó cắn cái gì còn không được. Chết tôi rồi. Trời ơi. Có mỗi cái kim thôi cũng làm rộn chuyện. Thôi. Được rồi. Vậy mà bà nó mới chết kinh nghiệm. Chào bác sĩ. Gì? Chào bác sĩ ạ. Gì? Tôi không phải bác sĩ, tôi là bệnh sĩ. Không phải bác sĩ, nói mẹ ra đi để nãy giờ ta ẻo mỏi cả mười. Có nghe đâu nói. Em ơi,
cho chị hỏi thăm, ở đây có phải bác sĩ này chữa bệnh sợ vợ phải không? Phải, nhưng mà chị ngồi chờ đi, tôi đang bận tiếp khách. Không sao đâu cô, cứ tiếp cô này đi, tôi rảnh mà, tôi chờ được, cứ tiếp cô đi. Rồi, ga lăng nhỉ. Cái ông kia, làm việc phải có nguyên tắc chứ. Ông tới trước, tôi lo cho ông trước. Cái chị này tới sau ngồi chờ đi. Đấy, em thích cái cô em này có tính nguyên tắc đấy. Ông anh đến trước, mời vào trước. Em đến sau, ngồi chờ, mời ông anh vào. Duyên dáng quá. Thôi bây giờ ông trả lời giùm tôi mấy câu hỏi sau đây nhé. Dạ. Thứ nhất ấy, ông có máu dê không? Nhìn mặt biết rồi, phải hỏi gì nữa. Mắt thì cứ trố ra, nước bọt thì cứ nuốt từ ngực. Hỏi có máu dê không? Ơi, có máu dê không? Dạ, có sơ sơ. Có hay không? Yes or no? Sơ sơ nghĩa là có chứ gì? Thôi thôi. Có thế à? Bệnh nhân mắc trứng hay dê? Thứ hai ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Trời ơi, có hỏi gì mà kỳ quá vậy cô? Nghe là sao? Có đáy dầm không khai đi nhá. Này, theo thống kê của cảnh sát cho biết, những đứa trẻ ngủ đáy dầm lớn lên thường trở thành kẻ sát nhân. Bởi vậy tôi muốn hỏi ông một lần nữa ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Có đáy dầm không? Trả lời đi. Lâu lâu cũng có. Lúc nhỏ, lúc nào cũng đáy dầm? Đâu có. Một tuần có mấy đêm thôi. Mấy đêm là mấy đêm? 6 đêm. Thế còn một đêm nữa làm gì? Làm gì cũng phải cho nghỉ giải lao chứ cô. 6 đêm. Một tuần đái 6 đêm, vợ trôi mẹ mất rồi còn gì nữa. Ông mất trinh năm bao nhiêu tuổi? Ôi sao mất trinh? Nên vui lắm hả? Này nhá, không nói thật thì tôi không chữa bệnh được nhá. Tôi hỏi ông một lần nữa nhá. Ông á, gần đàn bà lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Ngoài 30. Ngoài 30 là bao nhiêu? 39. Vừa phải thôi à. Mẹ 39 nói mẹ 39 thì con rõ vờ giả vịt. 30 với mùng 1. Tuổi trung bình của con trai á, lần đầu tiên biết phụ nữ á, là 19. Không không nhá, 19 là quá muộn. Thế à? Theo chị á, mà con trai mà nó biết này biết nọ con gái á, là 15. Ôi. Chồng chị nó biết chị năm 14 tuổi. Còn bà? Em hả? Để có em biết giai năm... Thôi, xấu hổ lắm. Nhưng mà ông chờ tới 39 tuổi mới gần đàn bà, tức là trường hợp hiếm có đấy. Thế kỷ này chắc chỉ có mình ông thôi. Hèn gì á, nhìn mặt ông khờ là đúng rồi. Cái mặt này lấy được vợ là may lắm rồi. 39 tuổi là quá sớm ấy. Tưởng phải nằm chơi xơi nước suốt đời. Nhiều chuyện muốn nói lắm hả? Nhường cho cô đó. Ông anh tốt nhờ. Ông anh, chờ em tí đi. Em vào em hỏi chuyện xong, lát nữa chỉ cho phương thuốc chữa bệnh đái dầm. Chị tới phòng mạch có chuyện gì? Này, bác sĩ ở đây chữa bệnh sợ vợ phải không em? Phải, nhưng mà chị hỏi cho ai? Còn hỏi cho ai nữa? Chị muốn biết chồng chị nó có đến đây chữa bệnh sợ vợ không? Thế chồng chị tên gì? Hồ Hả Hớn. Tên nghe giang hồ dữ. Tên nghe ngon lành vậy chứ ngoan lắm em ạ. Em bảo gì cũng nghe, cho ăn mới được ăn nhé, ngủ mới được ngủ nhé, thậm chí đang đêm bảo dậy làm việc cũng ok. Trời ơi, dễ dãi ghê. Hồ Sinh Hương, Hồ Than Thở, Hồ Hoàng Kiếm. Ở đây không ai tên là Hồ Hảo Hớn cả. Thế là chồng em nó may rồi, nó chưa đến giờ tận mạng của nó. Chứ nó mà vác cái xác nó đến đây chữa bệnh sợ vợ hả? Thì chẳng những bà sẽ bẻ cổ nó như là bẻ cổ con gà. Bình chứ không phải gà. Đừng có bẻ lộn phải. Thôi rồi, xin lỗi nha. Nhìn mặt anh em cứ nghĩ là chồng em không. Em ơi,
Ôi giời, sao nhìn sao? Chị chắc tưởng chị dữ lắm phải không? Chị không có dữ đâu em ạ. À, chị hiền lắm, nhưng mà tại cái nghề của chị á, suốt ngày phải đấm phải đá, cho nên ai nhìn vào cũng tưởng là chị dữ. Chị hiền lắm em ạ. À, chị ăn chay trường đấy. Vô phật. Thế chị làm nghề gì mà phải đấm đá? Cai tù à? Không, chị nuôi trẻ mồ côi. Hú hồn, trẻ mồ côi gà nào gặp bà này chắc chết. Không có đâu, em hiền lắm. Thôi nhá, chị chào em, chị về nhá. Rồi, chị tưởng có mình chị đẹp thôi mà em cũng đẹp đáo để nhỉ. Cảm ơn. Thôi chào em nhá. Chào ông anh, em về nhá. Khoan, Hồ Phu Nhân xin dừng bước. Hồi nãy tôi nghe bà nói bà có cái phương pháp trị đáy dầm, có thiệt không vậy? À, muốn trị cái phương thuốc trị bệnh đáy dầm hả? Nó nhỏ nhỏ vậy. Dễ lắm. Thế này nhá, nếu mà muốn trị bệnh đáy dầm, ông anh cứ bắt bằng được cho con cà trớn cái. Hả? Con gì? Chết bỏ mẹ, tự nhiên sao nói mình ra thế này. Không, em không, 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 con quên. Thế này nhá, ông anh bắt bằng được con cà cuống cái nhá. À, lấy cái que chọc sâu vào đít nó. Trời ơi, lại vào đít nữa. Chưa, thế là đem cháy đen nhá. Ừ. Nướng con cà cuống cháy đen đi. À, xong bỏ vào mồm nuốt chửng. Rủi lỡ miệng nhai sao? Không sao, nuốt là chữa bệnh đái dầm. À, còn nhai thì chữa bệnh đái đường. Nuốt là dầm. Ừ, còn nhai là đường. Đúng. À, rồi bắt cái con. Trời, sao tôi quên à? Tập tôi hay quên quá. Sao bắt? Thôi không sao, không sao, không quên cũng không sao. Thôi thế này nhá, chừng nào mà chồng em vắng nhà, lại nhà em chỉ tận tình cho nhá. Nhá. Thôi nhá, em về nhá. Thôi bắt tay một cái nào. Ôi dồi, ôi dồi, sao nó tê thế này nhỉ? Cho xin phát nữa. Ôi dồi, phát nữa cũng tê. Thôi em về nhá, nhớ đến nhà em nhá. Ngày mai chồng em làm ca đêm nhá. Trời đất ơi, chồng tên Hồ Hảo Hớn, dân giang hồ kêu mình tới cho nó quánh phù mỏ hay sao? Điên. Xin thuốc chữa bệnh xong chưa? Dạ xong rồi cô. Rồi mình tiếp tục nhá. Dạ. Ông nói ông bị đủ thứ bệnh, yêu cầu ông khai cụ thể để tôi ghi vào hồ sơ. Tôi có cái bệnh thứ nhất là mỗi lần ai mà nhờ tôi làm gì á, tôi không giờ từ chối được hết trơn á. Nhiều khi tôi bận công chuyện tôi mà người ta nhờ cái tôi bỏ hết công chuyện mình để mà tới giúp người ta. Vợ tôi la tôi hoài mà tôi không bỏ được cái bệnh đó đó. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Dạ. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh cả nể. Dạ. Cũng may á, ông là đàn ông. Dạ. Chứ ông mà là đàn bà thì chắc chắn chữa hoang từ năm 13 tuổi. Dạ, cái bệnh nó không ghê bằng cái bệnh thứ hai. Thế à? Ai hỏi mượn tiền á, tôi cũng đưa hết trơn á, không biết từ chối. Nhiều khi trong bóp có mấy chục để dằn túi à, gặp bạn nó hỏi cái tôi móc hết ra đưa cho nó vậy đó. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh gì ông biết không? Phải bệnh yếu lòng không cô? Không, tiếng chuyên môn trong y khoa người ta gọi đấy là bệnh ngu. Môi cũng đúng, ai kêu gì mình cũng làm, ai hỏi mượn tiền cũng đưa, không ngu lại gì. Thư ký ơi, có bệnh nhân cô ơi. Có bệnh nhân. Cái gì thế mà cứ nhắc là Hồ Hảo Hớn. Bác sĩ đấy. Ủa, bác sĩ hả? À, bác sĩ ơi, hồ sơ của bệnh nhân mới. Anh ngồi xuống đó đi. Dạ. Tại sao anh ngồi? Dạ bác sĩ kêu. Ai nói gì anh cũng làm sao? Dạ đâu có. Vậy thì đứng lên đi. Dạ. Đó, anh lại đứng lên theo lệnh của tôi rồi. Thế bây giờ tôi bảo anh nhảy vào đống lửa anh cũng nhảy à? Trời ơi, bác sĩ thiệt là hay. Mới gặp em lần đầu mà đã nhìn ra căn bệnh thầm kín của em, cho em được bắt tay bác sĩ ngay. Thành tâm anh gặp tôi một lần là cuộc đời anh sẽ thay đổi rồi. Dạ. Yeah. Cô Dung ơi. Dạ bác sĩ. Sáng đi làm vội có quên mang bà là cái bóp đi. Ăn sáng không có tiền trả, quê quá. Cô làm ơn cho tôi mượn 20 qua cái tiệm phở đuôi bò đó, cô trả dùm nó. Chứ bác sĩ mà ăn thiếu thì mang tiếng lắm. Bác sĩ ơi, sáng nay em vội quá, cũng đâu có mang bóp đâu. Ở thế à? Em đâu có tiền đâu. Anh ơi, dạ. anh có 20 của đó, không cho tôi mượn được không?
Dạ 20 hả? À 20. Dạ có liền. Anh đến văn phòng lần thứ mấy à? Dạ lần đầu. À đây. Tức là tôi với anh mới biết nhau thôi đúng không? Dạ. Tôi chưa biết tên anh mà. Dạ. Tại sao anh cho tôi mượn tiền? Dạ tại bác sĩ hỏi mượn. Ai hỏi anh cũng đưa hay sao? Anh biết trong tâm lý khoa trị liệu nó gọi đây là bệnh gì không? Dạ bệnh gì? Bệnh ngu. Tôi chửi nữa. Em đang khổ vì cái căn bệnh này nè. Ai hỏi mượn tiền cũng đưa hết trơn cái trội á. Anh Bình à, tôi nói cho anh nghe, trên cái cuộc đời này đó, dạ, chỉ có cha mẹ mình thôi. Cha mẹ mình là người có công sanh thành dưỡng dục ra mình và nuôi mình khôn lớn. Dạ. Và vì thế mình chỉ đối xử tình cảm với cha mẹ mình thôi. Dạ. Nhưng nếu cha mẹ mình có hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho. Cha mẹ hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho. Đúng. Vậy bác sĩ trả em 20. Bác sĩ đâu phải cha em đâu. Tiền bạc là tôi hay quên quá. Em nhớ kỹ lắm bác sĩ ơi. À, bác sĩ ơi. Cái gì cô Dung? Thôi em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check nhá. Rồi cô đi lại anh về nhá. À, dạ vâng. Anh Bình à? Dạ. Tôi vừa gặp anh là tôi thấy anh bị hai căn bệnh. Dạ. Cái thứ nhất là ai bảo gì cũng nghe. Dạ. Cái thứ hai là ai hỏi mượn tiền cũng đưa. Bởi vậy em mới tới gặp bác sĩ đây nè. Không phải. Không phải anh đến anh gặp tôi là vì hai căn bệnh đó. Mà anh đến anh gặp tôi là một cái căn bệnh nặng nề hơn. Đó là căn bệnh sợ vợ, đúng không? Thượng đế ơi, ngài đã ban cho con gặp được một thiên tài. Hey. À, thiên tài Dr. Cú Văn. Cú Văn, cú cú cái gì? Dạ tiếng Mỹ là có dấu. Dạ Cú Văn xin you help me. Dạ. Tôi nói cho anh nghe. Dạ. Hai căn bệnh đó nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân. Dạ. Anh từ chối thì anh sợ người ta buồn. Dạ. Anh thương người ta nhưng người ta đâu có thương anh. Dạ. Anh tội nghiệp người ta nhưng mà người ta coi thường anh. Dạ. Chính vì vậy anh phải vùng lên. Anh làm một cái cuộc cách mạng, nhất là với người vợ anh. Một cái người vợ mà anh vừa yêu thương vừa căm thù. Chỉ có căm thù chứ không có yêu thương. Đúng. Bữa nay em tới đây gặp bác sĩ là vì của vợ tàn nhẫn của em đó. Vợ anh đẹp hay xấu? Dạ em cũng nhớ. Lâu lắm rồi em đâu dám dòm mặt nó. Không biết nó đẹp hay xấu nữa. Nhưng mà bác sĩ hỏi chi vậy? Nếu mà vợ anh nó đẹp đó mà dạ, nó tàn nhẫn thì còn có thể tạm tha thứ được. Dạ. Chứ nếu mà nó xấu mà nó tàn nhẫn thì anh phải dứt khoát trừng trị nó. Trừng trị? Đúng. Nhưng mà bác sĩ ơi, nhiều lần em muốn dùng lên lắm. Mà mỗi lần em dùng lên á là ý như là có phone. Em ghi nó quá. Rồi y chang. Dạ em hả? Dạ à, anh đây nè. Anh đâu có đi đâu. Anh đi qua nhà băng nó trả mấy cái bill em thiếu đó. Ờ em yên tâm cứ đi shopping đi. Chút xíu nữa anh đón con về là lao nhà hút bụi rửa chén cho. Em đừng có lo. Hả? Em cần mua gì? Mua băng. Mua băng vệ sinh hả? Cái loại mà super size overnight đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Anh nhớ tháng rồi em xài medium light mà. À đổi hả? À được anh biết rồi. Tháng nào anh cũng mua mà anh đâu có quên được. À thôi em ê. Cấp rồi. Hèn. Anh thấy cái hèn của một thằng nằm nó không sợ vợ chứ? Từ thuở sơ khai, hy thượng đế mới tạo dựng những con người. Cho đàn ông và đàn bà kết hôn với nhau để thành hình một cái mái ấm gia đình. Yeah. Với một cái nguyên tắc bất di bất dịch là chồng chúa vợ tôi. Nhưng rồi loài người cứ văn minh dần, học hành cho lắm ra, rồi đòi quyền bình đẳng. Mà hễ được quyền bình đẳng rồi thì đàn bà họ được đằng chân, họ lấn lên đằng đầu. Thậm chí có những thằng đàn ông hèn hạ còn để cho vợ nó đè đầu, bóp cổ một cách dã man. Em biết chưa? Dã man bác sĩ ơi. Đó là lỗi tại anh còn kêu ca gì. Dạ, bác sĩ tính chỗ đó được rồi. Bác sĩ đi chóng mặt quá. Các cụ ngày xưa đã khuyên rằng dạ, dạy con từ thuở còn thơ. Dạ. Dạy vợ từ thuở ban thơ mới về. Dạ. Anh đã không làm theo lời khuyên quý báu của các cụ. Anh Bình ạ. Dạ. Đúng ra ngay cái đêm tân hôn đó. Dạ. Khi anh đưa vợ anh vào phòng. Em làm gì bác sĩ? Lại phải đánh liền. Anh đấm cho nó phù mỏ nó lên. Tát cho nó ù tai nó, đấm cho nó bầm tím hai con mắt lại. Cho dù là nó không có lỗi gì cả. Để rồi từ đó nó sợ anh. Sau đó anh muốn làm gì thì làm. Không được bác sĩ ơi. Em chưa đánh nó đánh em trước rồi. Bây giờ em sao bác sĩ? Còn cách nào không? Còn có cách, tôi còn có cách. Còn hết hả? Thì... Vậy là em còn có cách hả? Còn. Trời ơi em mừng. Cái gì vậy? Ủa ai nè? Vợ anh à? Dạ không phải.
Hạ Mã Phu Nhân. Chào bác. Chào ông ạ. Bác cần tôi giúp gì? Ông là bác sĩ. Tôi là bác sĩ Trần Cửu Vạn. Bác sĩ Trần Cửu Vạn. Chính là tôi. Là anh bác sĩ đây à? Bác cần giúp gì? Xin phép bác sĩ, em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ được không ạ? Chờ đi chứ. Xin phép anh một phút nhé, tôi tiếp chuyện với bạn xong rồi tôi trở lại với anh nhé. Hàng chiến nó hưởng đi. Bác cần giúp gì? Xin hân hạnh được biết bác sĩ ạ. Hân hạnh ạ. Đó, nói rồi mà ăn đi. Tôi cảnh cáo ông nhé, để sau này ông khỏi phải hối hận nhé. Hay cái thằng đàn ông nào mà bước vào đây mà khai tên là Hồ Hảo Hớn á, thì ông kiếm cách mà từ chối cho tôi. Ủa tại sao? Vì đó là chồng tôi là phu nhân của nó. Thế mà ông mà chữa bệnh sợ vợ cho nó đi, chẳng những tôi bóp cổ nó mà tôi bóp luôn cả ông nữa. Trời đất ơi, bà bóp cái gì vậy? Ghê ghê quá vậy. Nghe bóp là rung. Này, sợ cái gì? Thế từ bé đến lớn chưa ai bóp bao giờ à? Never. Thế để em dạy cho anh nhé. Hả? Để em bóp thử cho anh nhé. Này, bóp như thế này này. Đấy, chọc bà điên lên là bà bóp như này. Chọc bà càng nhiều thì bà bóp. Bà bóp xong mặt mà... Đấy, bà bỏ xong bà đạp này nhé. Chọc bà điên bà đạp này. Bà chà, bà đạp, bà chà này nhé. Sợ. Nhìn cái mặt này mà sợ nhỉ. Anh Giai ơi, em đùa thôi. Anh Giai dễ thương lắm. Nhưng mà để em nhắc cho anh Hai nhớ nha, là cái bệnh sợ vợ của anh Giai đó, nó đã ăn vào máu của anh Giai rồi. Nó di truyền từ đời ông cố nội anh Giai để lại, chữa không khỏi đâu. Này, để dành tiền đi, về chữa bệnh đái dầm đi. Thôi, chào anh bác sĩ, em về. Thôi khỏi, mời bà. Trời ơi, bác sĩ mà không dám bắt tay à? Thế bắt tay anh vậy. Ê, tôi cũng dám đâu bà. Chơi này chắc ăn hơn. Ấy, ôi trời, nó lại giật. Này, hả? Muốn xin thêm phát nữa không? Cho phát nữa. Ừ. Thì xin. Nè. Ôi trời, lại giật thêm một lần nữa. Làm sao anh quên được cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy? Làm sao em quên được củ loi anh? Làm thơ. Bà về già bà đổi nghề đánh ghen đi bà. Quên. Bà bóp gì, gì? Quên quên. Ôi dồi, cái này để dành cũng được 5 sen. Anh thấy chưa? Hung dữ như vậy cũng đi nhặt lon này bán nuôi chồng à. Nhưng mà bác sĩ ơi, bà này bà nói đúng. Không lẽ là cái căn bệnh nó ăn sâu vô máu em rồi không còn cách nào chữa hay sao? Chữa được chứ. Anh tuổi gì? Dạ tuổi Tý. Tuổi Tý tức là anh cầm tên con chuột đúng không? Dạ. Mà chuột thì có nhiều loại chuột. Chuột cống, chuột đồng, chuột trù, chuột nhắt. Dạ. Anh là loại chuột nhắt. Là một loại chuột nhỏ nhất trong các loại chuột. Cho nên mỗi lần khi anh nói chuyện với vợ anh á, là anh có cái mặc cảm là anh đang đứng nói chuyện với một con mèo đúng không? Không phải con mèo mà là con sư tử. Bây giờ sao bác sĩ? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, yeah, anh đổi đi, yeah, anh là tuổi Dần. Tuổi Dần là tuổi cọp. Cọp thiệt hay cọp giấy? Cọp thiệt chứ sao cọp giấy được à. Người Nam kêu là con cọp, yeah, người Bắc kêu là con hổ. Hổ, đó. Yeah. Anh có nhớ bài thơ của ông Thế Lữ không? Yeah. Hổ nhớ rừng, gặp một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Đúng. Ta gặp một khối căm hờn trong tủ sắt. Củi. Nhà em không có củi. À, kể từ nay anh phải quên hẳn cái thân phận con chuột của anh đi. Anh là tuổi Dần, anh là con cọp, anh nhớ chưa? Dạ. À, bây giờ anh đi một cách bình thường cho tôi coi coi. Anh làm gì đó? Dạ đi, bình thường em đi vậy không à? Anh đi này chẳng khác nào như là cái dáng mà bố tôi đi xin trợ cấp thế này. Tôi đi sao? Đàn ông anh phải đi cho nó hiên ngang ra, ưỡn ngực ra phía trước. Anh coi nè. Đó. Anh thấy chưa? Thấy rồi. Đó. Rồi lâu lâu anh phải gừ lên. Anh phải gừ lên như là cái con cọp nó chuẩn bị vào mồi. Có vậy đối phương nó mới sợ. Anh coi nè. Anh gặp là bác sĩ. Đó. Anh làm coi. Dạ. Yeah. Là con cọp phải không? Đúng. Anh làm gì vậy? Cọp con. Anh phải gầm bự lên cho đối phương nó sợ coi. Gầm bự. Dạ. Yeah. Anh làm coi.
Đó. Đó. Bây giờ anh thấy người anh sao? Phương pháp này hay thiệt. Em cảm thấy bây giờ không còn sợ ai hết. Đó. Em là con con. Đó. Bây giờ đây, phone đây. Anh gọi phone về cho vợ anh. Anh nói thử vài tiếng cho tôi nghe. Nhưng mà anh nhớ, anh phải show cho vợ anh biết anh bây giờ là con con, anh có power. Ok. Đó. Ok. Đây dạ. Gọi đi. Nhớ đó. Đang rèn. À rồi. Alo. Power, power. Mày đó hả? Đó. Tao là thứ hai. Đó. Một tiếng nữa tao về mà cơm nước không dọn sẵn hả? Mày coi chừng nó đã mà đá đường nghe chưa? Bây giờ đau quá. Hả? Nhưng mà đúng. Đó. Hay. Nói chuyện với vợ là phải nói như vậy đó. Dạ đâu phải vợ em. Ủa chứ ai? Con ở. Trời ơi. Chết rồi. Tôi nói. Làm lại, làm lại. Làm lại. Anh gọi về cho vợ anh lại. Ok. Anh phải số anh có bầu. Anh gọi lại, gọi đúng vợ anh cho tôi. Dạ real hả? Đúng. Alo. Bà đó hả? Tôi là chứ ai? Kể từ giờ phút này tôi không còn sợ bà nữa đâu. Một lát nữa về mà diệt nhà không xong đó hả? Bà coi chừng nha. Tôi đánh bà phụ mỏ nè. Đá cho bà ù tai nè. Đánh cho bầm hai con mắt nghe chưa? Rồi bà sẽ biết mặt tự. Hả? Má hả? Má qua nào má nói trước. Dạ, con đâu có đồ đánh má bằng mặt thêm tụ tay gì đâu. Con đồ đánh vợ con. Ơ không, không có đánh ai hết. Dạ, con đang tập kịch thiên Nga. Dạ má ơi, con lại má. Má đừng có nói lại vợ con nghe má. Má nói là chết con má ơi má. Con lại má. Má ơi má. Bác sĩ ơi, con chết tôi rồi. Má, má vợ em. Chắc điều này chắc em sẽ trở lại cái con chuột nhắt quá. Làm cọp lỗ xí ơi. Thôi được rồi, đứng lên. Trả con. Coi như ngày hôm nay cũng không tiến bộ lắm. Dạ. Anh trả tiền cho tôi đi, rồi ngày mai anh trở lại. Dạ, bao nhiêu vậy bác sĩ? 500. Hả? Sao mắc như vậy? Nó có mắc một chút cũng không sao. Dạ. Dạ, còn 500. Đây. Cái này XO bác sĩ. Hả? Dạ. XO hả? Chai nước mắm đó. Ờ. Con nãy giờ gào cũng khang tiếng. Uống này vô chắc nó tắt tiếng. À, anh về đi rồi ngày mai anh nhớ chờ. Dạ. Bác sĩ ơi. Cái bác gì? Sĩ ơi. Gì đây? Nguy rồi, nguy rồi. Cái gì? Vợ bác sĩ tới. Cái chỗ làm ăn mà bác tới làm gì trời? Vợ tới thì ăn nhầm cái gì? Tới thì tới chứ. Mình gặp vợ mình là phải làm. Ê ông kia, tôi không phải là vợ của ông nhá. Ông muốn quà tôi quà cho ông coi nè. Bác sĩ, em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check. Em thấy bà bác sĩ chạy xe vào parking. Em vội chạy về đây báo cho bác sĩ hay nè. Thôi em đi nhá. Thôi, thôi, thôi. Chết rồi, cái chỗ làm ăn rồi. Tới đây làm cái gì về ngoài tôi chết rồi rồi. Chỗ làm ăn mà cứ... Tôi nói ông sao? Sáng ông ngủ dậy phải bỏ hết tất cả áo quần vô máy giặt, rồi rửa chén, rồi hút bụi, rồi lo nhà. Mà ông không làm gì hết trơn, ông dám đi khơi khơi là sao vậy? Em là em đây đang có khách bệnh nhân, đang có bệnh nhân. Kệ bà nó chứ. Tôi nói ông nghe, bây giờ ông thấy tôi cưng ông quá rồi, ông lần mặt tôi làm sao? Sáng tôi ngủ dậy nguyên một chồng chén bát đầy tới mặt tôi mà ông không rửa nữa. Quá tôi quá khổ mà. Tôi chắc chiêu từ đồng từ cắt. Tôi không dám ăn xài, tôi không dám mướn người làm. Tôi để những bổn phận thiêng liêng cao cả đó cho ông làm. Vậy mà không biết thương tôi. Một giọt nước mắt tôi không dám rớt ra nữa. Bởi vì nước mắt là tiền. Nước là tiền. Mỗi lần tôi khóc lỡ mà nước mắt nước mũi có rớt ra, tôi ráng tôi nuốt vô, tôi nuốt vô, tôi nuốt vô, tôi nuốt vô vậy nè. Vừa khóc vừa tắm hả? Vậy à, thôi em ơi, bây giờ về nha. À, bây giờ em đi shopping đi nha. À, công việc nhà để đó cho anh. Tối nay anh hứa anh thức đêm dọn hết cho em luôn nha. Thôi em đi đi nha, đi.
Tề gia trị quốc bình thiên hạ, không làm xong chuyện nhà đừng tới chuyện hoàng bạch, mệt lắm. Em ơi, anh đi học tâm lý trị liệu đã 10 năm rồi, em phải để cho anh hành nghề chứ. Ai cấm anh hành nghề? Im. Chừng nào tôi cho phép nói mà được nói. Cái bệnh sợ vợ là bệnh trời cho. Ông muốn chữa cũng không được. Nhưng mà ông ngoan cố hả? Ông muốn chữa thì cứ việc chữa. Cái thằng nào ngu á đem tới nộp tiền cho ông thì cứ nộp, tôi lấy. Em ơi, trời ơi, anh quảng cáo là trị nhất căn bệnh sợ vợ, mà bây giờ em nói ra như vậy bể nồi cơm hết sao? Im. Tôi giả một cái giờ. Chừng nào tôi cho nói mà được nói, ok. Ông nói sao? Ông nói là ông bể nồi cơm hả? Tôi nói thiệt, tôi là người có lương tâm nè, tôi thiệt thà là có sao tôi nói vậy nè. Nguyễn Ngọc Ngạn tới đây nhờ chữa bệnh cả năm trời, có thấy bớt chút nào đâu, càng ngày càng sợ vợ dữ dội nữa. Trời ơi em ơi, Nguyễn Ngọc Ngạn là thuộc về hội trưởng hội sợ vợ rồi, làm sao mà chữa được. Thôi được rồi, bây giờ như thế này, em cứ đi đi nha, em cứ đi shopping đi, mọi việc cứ để anh lo. Honey à, em chửi anh hoài á, em cũng mệt lắm. Em chửi anh hoài, anh làm cho em chửi anh hoài em tức lắm. Mắc câu em mang tiếng là ác mồm, ác miệng, ác phụ nữa. Em khổ lắm. Nhưng mà không chửi không được. Không có giỡn mặt với tôi hoài à. Ủa, bác sĩ, sao xìu vậy chứ? Phải dùng lên đi chứ. Vùng không nổi. Làm của cách mạng đi chứ. Làm không được. Mình là con cọp mà, gặp vợ thì mình cái gì? Cọp hả? Sợ quá à. Cái chiêu này có anh Trần Củ Dạng dạy phải không? Xưa rồi Diễm. Kiếm chiêu khác đi. Cọp hả? Cọp thiệt, tôi còn bắt ở đó mà cọp giấy. Tôi không phải là cọp giấy đâu, mà tôi là con cọp thiệt. Những bác tôi kêu bằng con hổ đó. Hổ nhớ rừng, gặm một khối cắm hôm trong củi sắt. Sợ quá, củi sắt. Củi thép tôi không sợ đó mà củi sắt. Cọp hả? Sư tử nè. Cọp bằng sư tử. Điều này không xong, bác sĩ là mới trả tiền cho em về. Không xong rồi. Đó, em thấy chưa? Em thấy em phá công việc làm ăn của anh chưa? Cả trẻ xu nè. Ui vậy? Cảm ơn tiền ngu này nha. Bây giờ tôi đi shopping đó ha. Một chút xíu tôi về mà công chuyện nhà không xong á, đừng có trách tôi nghe chưa? Em mốt đừng có ngu nữa nha. Em cứ đi. Làm gì hôm nay ai chửi tôi ngu hết trơn trời. Bác sĩ, sao vậy? Tôi tưởng bác sĩ là chữa bệnh sợ vợ cho tôi. Ai về ông còn sợ hơn tôi nữa. Còn sao vậy? Chú phải thông cảm cho anh. Thông cảm gì? Nếu anh không phải là thằng sợ vợ đấy, thì làm sao hiểu được cái tâm trạng của những người sợ vợ mà chữa được. Nhưng mà sao bác sĩ không làm con cọp gầm nữa? Nhưng bà là khủng long. Khốn nỗi là bụt nhà này nó không có thiêng. Tôi chữa cho người ta được, nhưng mà tôi không thể nào tôi tự chữa cho tôi được. Nhưng mà tôi nói cho chú nghe, ở trước đám đông này đó, tôi không muốn làm lớn chuyện thôi. Chứ còn bà dám làm cái chuyện này với tôi không? Tôi cá đó. Ở nhà bà dám làm cái chuyện này với tôi à? Xin lỗi. Thì được đi mày. Em. Sao? Thì sao? Thì anh vẫn thương em bình thường. Mấy em ra đây. Lên. Gì vậy? Lẻ lên. Trời ơi. Trời ơi, cái chỗ làm ăn này em bê hai bà nữa tạc ra đi làm cái gì? Kéo hà mã thôi. Đâu có làm ăn gì đâu. Kiều Linh Chí Tài hết kịch rồi, chào khán giả. Chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi. Ủa, nhà cửa đâu hết trơn á, trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì? Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Đi làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói à. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói danh chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha, không
chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng vâng vâng, mời 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 ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. Ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng, chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi á, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt, nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù. Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị, bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu hết trơn á, thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, chị đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp không? Giỡn thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đấy là ông anh. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có cháu nội ẵm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Tôi với chị ở mình êm có mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Chị xúi tụi nó lấy vợ là đúng á. Rồi tụi nó có chịu lấy không? Có, mới bực mình ấy chứ. Ủa, gì vậy? Được hai cái thằng con á, đúng là thứ khôn nhà giải chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Nhưng mà ai đời cá không ăn muối cá ươn. Nó, cái thằng Tòng nhà tôi ấy, rước ngay con vợ người Nam. Quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi. Vợ nó ấy, là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. Nam kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó. Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người Nam hết hay sao? Không, thằng Tòng ấy, thì lấy cái Cúc miền Nam. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình ấy, người Huế, thế mới đau ấy. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính cống. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á, chứ chị nói chuyện với tôi sao cho nó được. Ôi,
ông anh là người ngoài, người dưng nước lã, chẳng dính dáng gì tới tôi. Đèn nhà ai người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi, tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ông này là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt ông hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này, ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách à. Tôi phải giáo dục chúng nó không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi Vì sách có câu ấy nữa: chó gầy hổ mặt người nuôi, người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên là tôi không phải chồng chị à, tôi mà lấy chị chắc tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy, bà... Thôi, bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Đó là chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi, khuất mày khuất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bà mà trừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bà rồi. Bây giờ tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ dòng gió rồi sao tụi nó hiểu. Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng: sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng ấy, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này mẹ đã có là mấy chục năm rồi, nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi, nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ, nó có ngu có điếc hay không đấy. Ôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở chi, nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì, ôi giời, con thứ hai nó còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói này con, bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhé. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế để con ra quán sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi. Mà này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy, để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì? Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thù hằn với bên hay sao? Ai chơi hụi hả? Chơi hụi. À, hụi rồi đó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À, rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín á, xông mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. Cái nó bảo tôi vậy nè: mạ đừng sợ, con chó chúng thế nhá hẳn không có răng mù. Chơi tức quá tôi bảo đó. Nó nghe nguyên cái hàm răng dài như thế kia, mày bảo là không có răng là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ, mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mình quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Ủa chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa lại bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi. Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á: trông về quê má ruột đau chín chiều. Nghe vô duyên không ấy?
tôi nói nghe được. Miền Nam tôi cũng có câu vậy. Câu gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta nghe chưa. Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà dày sớm rồi hi. Rồi. Con chào chú Tư. Ừ. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Ừ, chú đánh răng thì mũi rồi con. Không phải như rửa. Ý của con là chú Tư khỏe không? À khỏe, chú khỏe các bên con. Thôi giờ ông thấy chưa? Con đời thủ ở nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy coi có được không? Mà có ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Hãy con để dấu nè, chú hiểu lầm. À, cái này là cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, à, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình, tên con là Ngư Bình, cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ ràng ràng nè, con là con nhà hoàng tộc. Con bày đời của vua Minh Mạng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang. Ba con là giáo sư Tôn Thật Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài, nghe giọng trái nữa. Mà phải kêu là Ngư Bình, nghe mình lạ mà. Người mày uẩn như nải suối ngự. Bày là Ngư Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi để đâu, nó mới lựa con bé này ông anh. Dạ. Yeah. Mà nói chứ là rồi mà, luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con riết mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vạn trên sông Hương, hẳn ghé vô ăn chè mỗi ngày. Hẳn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè, đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mới khăn ỏi ra, hắn vẫn ăn là vì răng. Ừ, có răng mang chè đi chứ con. Không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À. Mà chủ tư biệt không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc. Ừ. Nên khi lúc mốn mặc áo dài, trắng ý như sánh đông khảnh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặt tự liên. À. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. À. Chắc nó tưởng con là ma đó. Đúng rồi đấy. Không phải rửa. Hắn mê con. À, mê con à. Mà khi con gánh hàng về, à, hắn nói, người đi một nửa hôn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rửa. Đắt rửa. Nó banh vẻ giống bố nó đấy. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy, hồi đấy đấy, ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy. Ông còn tặng tôi câu thơ. Sao tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng. À. Anh để anh mua gạch bát tràng về xây. À, thế là tôi theo ông ấy về nhà. À. Nhưng mà khi mà về ở với ông rồi, chẳng thấy cục gạch nào mà chỉ toàn là phải gắn đất, đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à. Chủ tư. Ngư Bình. Không tăng tốn nữ Ngư Bình. Ừ. Ngư Bình.
gớm. Kêu tên con chủ thêm bánh bèo quá. Nè con, hồi à, hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu? Sữa ông thọ đấy. Con không có uống sữa ông thọ. Con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À. Con két xanh. Két xanh. À, trời ơi. Thấy chưa? Ông anh thấy không? Nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ tư biết không? Hồi tế mà lục mà nám bạc chía cạc. Không, con... chị cắt con. Con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc. Mà xấu nghi rồi, nám bạc hệ chía cắt. Mẹ, con làm chú hồi hộp quá. Rồi sao đó con? Rồi lục nữa con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ, oh, yeah. Hai chủ tư. Con nhỏ chủ tứ uống sữa chí mà người chủ tứ to như rí. Chú uống là sữa ông chúa có kỳ duyên. Ông ơi, thời đó làm gì mà kỳ duyên có sữa gì? Sữa ông chúa. À, nói cho nó liền lại. Tôi đã lộn rồi, bà còn lộn hơn tôi nữa. Nè, mà nói thiệt chị nha. Sao? Tôi mà có con gái á, chứ con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. Tôi nhắm như người khác xứng hơn. Ai thế không anh? Bằng Kiều. Con không lấy Bằng Kiều mô. Răng. Con muốn kiếm giọng tốt hơn. Ừ. Chút xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Ồ, rứa. Này. Tôi cũng kém vậy. Nhưng mà, này Bình. Dạ. Hôm nay con... nhà có khách à, thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, tôi xin em cho... được không? À, được chứ, cái này muốn lâu rồi. Bị dùng gì cũng được chứ, cho dùng gì vậy? Con hôm nay nhà có khách à, thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Ôi giời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến. Riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi thế này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế. Một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Cũng hồ chí là con hoàng tộc ít khi vô bếp. Mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp, nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi. Không phải nghề của con. Mà chủ tư biết không? Sao con? Lúc mà con bán chè đậu ván trên sông Hương, ai đi ngang cũng cùng hạt cái câu thơ. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sầu ai tham. Tham không? Nghe thảm quá. Bán chè mà sao hát như rửa mới ghé vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hát karaoke. Trời ơi. Đúng rồi, bằng chứng là nó dụ được con trai chị đó. Nhưng mà thế này à, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu. Nhưng khi mô mà đau nặng con mới nấu cho mà ăn. Thế à, món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phủ. Hả? Tao mà ốm nặng á thì tao khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới ấm phủ thì món nào á chẳng là món cơm ấm phủ. Thôi, tôi qua đây à, cái chánh là thăm chị thôi. Còn tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha, đừng đòi hỏi nha. À, tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Được rồi, ăn món gì cũng được. Hồi đó đem cơm ăn khác là chết rồi. Thôi, mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ. Nhờ nội cơm rượu khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dây. Cúc ơi, cúc à, cúc. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cúc. Trời ơi, con. Má,
Trời còn sớm bẩn thì sao có lúc sớm vậy má. Thầy quên anh lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Trời ghê ạ. Ôi giời, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đứa. Vậy làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng mà thức dậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Qua đây bao lâu rồi con? Dạ được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa nó mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy? Nè con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi, con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu dậy. Trời, con nói chú Tư nghe, nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam, anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không, anh nói anh ở có mình ơn nè, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiểu quá. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy, một đời thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người rươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi, dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con làm gì con? Dạ con chuẩn bị sinh con á. Ai có sinh lòng. Nhưng mà này. Dạ. Mẹ vừa bảo với con mình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. Nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Dạ. Không? Canh chua má. Hả? Ngon chứ. Lại canh chua. 6 tháng nay ngày nào tao ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét rồi này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. Sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở chị á thì còn có cơm hến canh chua ăn nghe không, cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Chứ Tư vui quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái là trước khi về nhà chồng học ăn học nói học gói học mở. Mày á ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng cái gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn? Con đâu có thời giờ đâu má, con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á, con cũng phải chuẩn bị đi thi qua hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe, con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Tôi tự với má biết không, nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Mà má con á, bà la con, bà nói sao mày ngu quá à? Mày đi thi đi, mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á, cuối cùng cũng tới mày à. Đó. Má con hay quá. Nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Có gì hả? Tôi á, mà nếu mà tôi thì tôi cho nó giải. Giải mặt dày. Má, nhưng mà chú Tư biết không? Sao má mà? Còn mới nói đúng á nghe. À. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà. Là ban giám khảo vừa nghe tên con hả? Là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa, sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết ông hên thiệt là hên á. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, ảnh về, cái anh gặp con mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng ngoài chợ á. Cái anh chạy lại, ảnh đua nguyên chiếc cà gáo học sần bự vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, hơi lớn. Vậy thôi. Xong cái con nói, thôi anh đưa chiếc cà gáo học tròn cho tôi đi, tôi chạy cái ghẹ qua bên tiệm vàng bên đường ha. Tôi thử mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh. Mà chú Tư học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, dạ, cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng rồi để mốt qua Mỹ lo cho chồng, thấy không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ,
Nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á, có food to go gì 4 đồng 99 là có rồi. Đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nó ca đó. Cái con biết nấu canh chua, ca ăn vậy nè. Sao? Về đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Hay cái ngọt quá à. Vậy á, cái nhà con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ, mày nhờ để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình. Hả? Cống tăng cố nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi, con ở đó mà con ăn mẹ không sống luôn á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi, rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi, đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ, con nhớ. Chứ rồi biết không, hổm á má con kêu đi ra chợ á. Kêu ra chợ mua gì mà rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn, mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cổ chỉ rau mùi là rau ngò đó chứ Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Ở rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn từ điển nè, tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á, là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè, con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhau này nghe. À, sao con? Tiếng Nam á, bánh tráng, thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Hay. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là ố bạc hà, tiếng Bắc kêu là dọc mùng. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. Còn cái mòn á thì kêu là cái chanh. Cái thịt heo á kêu là con thịt lợn. Thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Của người Huế đi. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ôi trời ơi. Ghê vậy hả chú Tư? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Ai dai trong chơi nhiều cái là sống lắm. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày hai cô công tằng với lại hoa hậu miệt vườn đi chợ đi. Chưa sập rồi. Đi. Mà cái gì? Con thò câu ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra Phước Lộc Thọ gặp mấy ba gia bạc cứ nói toàn cá giáo tục ngữ, có câu ni có không hiểu nè. Câu gì? À, con nghe rồi. Hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Gì gỗ gá nghe lạ quá. Không, nó nói là gỗ giá cả à, lại. Gỗ rá đó. Đúng rồi à. Thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã có một lần giang dở ấy, gặp nhau thì kết nối lại với nhau. À, như vậy thôi. Rửa là giống như chủ tứ huyền mã hí. Trời ơi, bệnh. Tao ngờ mày giỏi như vậy mình. Trời, tao gì mà tao ngu quá mà không ngờ mày bình lùng mà giỏi dữ vậy mình. Ngư Bình. Cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Chủ Tư. Gì nữa? Con biết chủ Tư mày giao trước. Chủ Tư nhìn ảnh mắt lang mang liệt mà con. Chủ Tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử. Ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì, chủ Tư qua trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi Bình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả Bình? Ngư Bình. Công tăng tôn nữ Ngư Bình.
rừa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu, tụi bay làm mai cho bà nhà chồng đi hết. Không sao đâu. Thôi mà, kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà, kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ra ai bắt. Hai đứa chúng mày chỉ được cái đứa té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ, muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không nói gì, tới đợi cho đứa hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi á, người Nam thiệt, nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm, mà sao tới cái chuyện tình cảm này cái tôi khóc khớp làm sao á. Không mấy giờ về ngư bên có chú mượn cây đờn. Có cách, có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với em. Bài gì chồng chứ? Bài gì chú? Love Story. Good. Sao? Nam Kỳ mà còn khách sáo hơn cả Bắc Kỳ. Ôi trời ơi. Con ơi. Sao vậy chú? Sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa. Nữa là sai effect của chị sáo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao? Anh Tư. Em hiểu ý anh rồi. Thôi đợi cuối tuần á. Thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi em anh dọn sang đây ở với em. Chúng tôi chúng tôi đúng đó, mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở mà con ở đấy của mình à. Đúng rồi, tốt. Rồi chủ tư giòn quá ở về mà con. Ừ, đúng rồi đó. Đằng cho còn người sái vai. Ông sao? Vì yêu mà. Anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy. Anh thì người Nam mà. Đã cai giao tục ngữ không có lành. Nhưng mà anh biết được có một câu. Đó là thuyền theo lái, gái theo chồng. Bây giờ em muốn anh dọn qua đây ở cái gì? Anh có điều kiện. Điều gì? Là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam. Này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi
là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán phải là con cá lai con rán. Không phải. Không, con dạ, cá rán là gì? Cá rán là cá chiên đấy chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi, để mẹ ở được với má chồng của con. Thả giọt cho ta trăm ngàn ly rượu độc, để đời đời mai mỉa chua cay, đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, mang mang cho hoang mang đến tận đỉnh sầu. Trời ơi, sao từ sáng giờ uống hết chai rượu mà không thấy say, chả biết XO kiểu gì đấy. Điêu thuyền ơi, mang rượu ra đây cho cha đi. Điêu thuyền. Dạ. Ui giời, sao con làm cái gì mà cứ quỳnh huỵch thế? Con gái con lứa là lúc nào cũng phải rất là dịu dàng. Ủa cha, sáng chưa cha ăn breakfast, cha uống rượu gì cha? Và cái rượu gì mà từ sáng giờ ra uống là chả say gì cả. Trà mà say gì cha? Sao lại trà? Thì cũng cha, cha nói á, uống hết rượu thì đổ trà vô chân cho nó sang. Ui giời ơi, thế là ai uống mà hết? Có. Bó tay. Có đứa con gái mà uống rượu như thần thế này. Ủa mà cha, sao tự nhiên cha buồn hiu vậy cha? Buồn, buồn mà không có gì để say đây này. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say. Được không? Cha, con nói thiệt nha, cha hát thì hay dữ lắm luôn, mà cha đừng có nhảy kỳ lắm. Kệ tao. Cha, cha có chuyện gì buồn cha nói con nghe được không cha? Buồn lắm ấy. Buồn mà buồn sao, nói cho con biết đi. Đứt từng khúc ruột đây này. Đứt ruột hả? Vậy thôi con chở cha đi nói ruột nha. Con này buồn tức là buồn. Buồn. À cha muốn đi cầu á hả? Mày điên à? Tại cha nói gì vậy? Con đâu có biết. Chứ sao? Bao nhiêu trí khôn nó dồn hết vào chân hay sao? Cứ dài thường thượt thôi. Buồn. Buồn thiêu. À là buồn, buồn hiu á phải không? Ừ. Hèn chi cha ơi, thôi cha vô cha ngồi đi. Cha vô cha ngồi giùm con đi. Cha đổ mồ hôi trơn rồi, kêu Jennifer, lấy khăn ra lau cho ông lẹ lên. Dạ. Mày lấy cái khăn gì mà mày đi lâu thế? Dạ con phải đi theo nhạc đó không? Mày đứng ở đấy thì người ta che hết rồi, máy quay vào tao làm sao được? Dạ thưa ông, hôm nay nhà mình có ai chết mà ông khóc quá vậy ông? Bố mày chết ấy. Ủa bố của Jennifer chết lâu rồi mà.
người ta là con ở thì người ta là con sen hay là con nụ con vối gì tên là Jennifer. Mày làm như là mày là hoa hậu. Ủa ông không có biết cái vụ mà con xác định cứ ở Mỹ hả? Mà con qua Mỹ rồi là con thi quốc tịch, con có quốc tịch rồi, con bảo lãnh ông qua nha. Mày qua Mỹ làm cái gì mà tiếng Anh tiếng U mày không biết, mày qua đấy mày lại đi ở đợ à? Ông nói gì mà cũng nói nghe được à? Ông không có nhớ cái câu ông dạy con à? Cây quýt trồng ở Giang Tây thì chua, mà trồng ở Giang Đông thì ngọt. Con tuy ở đây có thể là ở đợ, nhưng khi qua Mỹ con sẽ là chủ chợ. Còn ông ở đây tuy có thể là làm lớn, nhưng có thể qua Mỹ ông sẽ lãnh welfare. Thôi tôi kêu đi ra đây á là lau mặt cho cha, tự nhiên nhiều chuyện quá à. Dạ, tưởng cha chuyện gì lên. Để con trời lau cho. Sao lấy cái khăn bàn lau mặt vậy? Dạ tại vì cái khăn lau mặt ông lấy ông lau bàn rồi. Thôi ơi, đi vô lẹ lên lấy khăn khác lau cho cha ta. Dạ. Đi sao lại còn đứng đấy làm gì? Dạ con chờ nhạc đó ông. Trời ơi. Không có nhạc. Ủa không có nhạc hả? Vậy thôi để đi tự nhiên. Mệt cũng chết luôn à. Trời ơi cha con thiệt với cha nha. Con mệt với cái con nhỏ này quá trời. Cha mà không chết vì bệnh thì không chết vì điên vì con này. Cha, cha có chuyện gì buồn? Bộ cha bị lay off hay cha nói cho con nghe đi cha. Không, hoàng thượng mới gửi mật chiếu. Mật chiếu? Mật chiếu ở đâu? Dạ có mật chiếu đây. Dạ chiếu đây, mật đây. Con điên, mày đi vào ngay cho tao. Trời. Ủa, nói mật chiếu con mang ra mật chiếu mà cũng sai à? Có lỗi quá, đi vô tự xử. Trời ơi cha ơi, con điên đầu với con nhỏ này. Cha, mật chiếu gì đâu, con đâu có thấy ai gửi đâu cha. Hoàng thượng hồi sáng nay inbox cho cha. Trời ơi. Đây này, dài lắm. Rồi cha đọc con nghe đi. Chấm không may sinh vào thời loạn, ngồi chân gai vàng mà như ngồi trong đống lửa. Gian thần Đổng Trác và con nó là Lã Bố hoành hành trong triều, bao nhiêu cung phi đẹp chân dài bị nó chiếm hết, chia nhau xài. Chỉ để lại mấy bà vừa già vừa béo vừa hôi, đứng gần thôi là chấm đã ngất vì xấu quá. Nó lại còn mở party chụp hình post Facebook. Ủa? Trời. Hôm sinh nhật chấm, nó gửi thiệp có nội dung là kính chúc bệ hạ sắp sửa hạ bệ. Thế có láo không có chứ? Chấm nhìn trước trông sau, thấy có mình khanh là trung thần, là cha đấy. Dạ. Yeah. Cơ đồ nhà Hán, vì cơ đồ nhà Hán, nay hiền khanh giúp chấm bí mật kêu 500 anh em thăm thanh toán nó để chăm họ được yên vui. Trời. Xong việc, khanh gọi cho chấm, nhớ gọi bằng điện thoại V247 cho âm thanh rõ ràng và không bị mất sóng. Đấy. Ký tên Hán Hiến Đế www vua buồn nhìn .com. Đấy. Cha. Ui giời, cái gì đấy? Cái thằng Đổng Trác là thằng nào vậy cha? Phải gọi là Đổng Thái Sư. Nhưng mà gọi Đổng Trác cho chém đầu cả nhà nghe mình nè. Tại sao ông Đổng Thái Sư là nguyên cả triều đình vua mà ai cũng sợ ông hết, không có ai trị được ông sao cha? Thế mới nói bây giờ cha đang phải nát óc suy nghĩ là phải làm thế nào đây này. Suy nghĩ lắm đấy. Con. Gì vậy? Sao tự nhiên cha quỷ cha? Con là... Con phải cứu nhà Hán. Trời, con biết gì đâu mà cứu. Con phải cứu vua. Con còn nhớ không? Nhớ gì? Ngày xưa... Hồi con còn nhỏ, cha đưa con đi xem bói, bà thầy bói nói với cha là con có số sát phu, lấy thằng nào chết thằng đấy. Hả? Sát phu, lấy thằng nào chết đó? Ừ. Thiệt không cha? Cha buồn. Trời ơi, con thích quá à. Cái gì đấy? Thì tại vì lấy thằng nào chết đó còn được lấy nhiều, cha không thích sao được cha. Chính vì thế nên cha quyết định là con phải hy sinh gả, cha gả con cho Đổng Trác để cho nó chết cha nó đi. Hy sinh phải không? Hy sinh. Ủa, nhưng mà bộ ông xấu lắm sao mà cha kêu con phải hy sinh? Không xấu thì cũng không mặt giống con chó mặt sẹ, mà bị một cái tật là không bao giờ tắm cả.
Không sao, bây giờ con nói cho cha nghe, con lấy là ông chết liền cho nên con không sợ, con sẽ hy sinh gì cha, cha đừng có lo nha, nha cha. Ui, hay. Thưa ông, con xin có ý kiến. Làm sao con? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng. Đúng. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi cũng làm cho cô con hoảng sợ. Đúng. Vậy mà ông nỡ lòng nào lại gả cô con cho Đổng Trác, vừa già vừa xấu lại vừa hôi. Tội cô con quá cô ông ơi. Cái con này ta nói ta hy sinh rồi tự nhiên. Ồ, cô hy sinh à? Ừ. Cô đã dám hy sinh vì nước thì con đây cũng sẽ hy sinh vì cô. Con hy sinh như thế nào? Đây, con có cách như thế này. Ừ. Ông cứ gả Đổng Trác cho cô đi. Ừ. Con cho cô cho Đổng Trác đi. Sao? Đêm tân hôn con sẽ lẻn vào phòng Đổng Trác. Rồi sao nữa? Con leo lên giường Đổng Trác. Con rút cái trâm ra. Rút sao? Trâm. Rồi con sẽ động phòng cùng với Đổng Trác. Con điên. Đổng Trác nó thích chân dài chứ chân bằng hai gang như mày để nó chém đầu cả nhà tao à? Dạ thôi vậy thôi con sai, con xin phép con đi vô. Mệt chứ con này dễ sợ luôn á cha. Rồi đó, bây giờ con hy sinh cho cha rồi đó. Nhưng mà cái con điên vừa rồi nó lại nhắc cho cha một cái chuyện này. Chuyện gì cha? À, cha có một cái kế nữa. Kế gì? Liên hoàn kế. Bây giờ cha gả con cho Đổng Trác xong, cha sẽ bí mật gả con cho lão bố. Hai cha con nó sẽ ghen tuông mà giết nhau. Cha, cha gả con cho Đổng Trác, gả con cho lão bố. Cha con cũng phải lấy hai cha con. Cha cũng đau lòng lắm. Thiệt không cha? Trời con thích quá. Cha gả lẹ nha cha. Thích quá à. Làm đi cha. Con cứ làm cho cha hồi hộp quá. Cái gì vậy? Chết. Ông là... con xin có ý kiến. Là ý kiến nữa hả? Trời. Bây giờ cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng. À. Quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Thôi chúng mình con... chết. Nãy giờ tao nghe hai lần câu đấy rồi. Dạ. Mày nói gì mày nói luôn đi. Cô con như vậy nè, mà ông gả cô con cho Đổng Trác, rồi gả cho lã bố nữa, một mình cô con sức đâu mà chịu cho nổi, tội cô con lắm ông à. Nè, tao đã nói tao hy sinh mà, cứ nói hoài à. Ủa cô hy sinh hả? Ủa. Cô đã dám hy sinh vì nước thì con đây cũng sẵn sàng hy sinh vì cô. Là hy sinh như nào? Cứ gả cô điêu thuyền cho Đổng Trác đi. Còn riêng con, hãy gả con cho lã bố. Mày đi vào ngay trong kia cho tao. Đi. Đi vô dạ. Liền. Ủa sai nữa hả? Sai. Sao nãy giờ con sai hoài vậy? Dạ, con xin phép đi vô. Đó, bây giờ cha đừng có lo nha, cha yên tâm nha. Con sẽ hy sinh, lấy hai cha con cho nó chết đó. Nha, giờ con. Cảm ơn con. Con vào con chuẩn bị đi để cha gọi ngay dạ. Cho Đổng Trác. Đổng Thái Sư. Alo, Đổng Thái Sư hả? Dạ vâng ạ, dạ Tư Đồ Phủ Doãn đây ạ. Hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Lão Phu mời Đổng Thái Sư ghé bộ uống chén rượu nhạt. Dạ vâng, dạ không quà cáp gì cả, không cần ạ, dạ tiền mặt được rồi. Vâng ạ, dạ. Vâng ạ. Dạ chào Thái Sư. See you later. Bye. Đổng Thái Sư. Dạ làm. Chuyện gì? Dạ, ban nhạc bị chó cắn. Nhà ông nuôi chó bẹt dê à? Có mấy con chihuahua thôi. Chihuahua gì mà dữ vậy? Làm sao mà tổng Đổng Thái Sư đi đâu phải có ban nhạc đi theo à? Chứ sao? Nó làm gì mới hoành tráng được. Chúc sanh thần Dương Từ Đồ. Đà tạ Đổng Thái Sư. Vui vẻ và mau ăn chóng lớn. Hết lớn được rồi thầy. Đa tạ Đổng Thái Sư. Đổng Thái Sư trông vẫn oai phong lẫm liệt. Nhưng mà dạo này có gì hơi khác này. Tôi nhìn thấy là ngày xưa ấy thì ăn mặc rất là hoành tráng, nhưng mà bây giờ thì có vẻ là hơi bị hoa hòe bảy màu nhỉ? Hay là có vấn đề về giới tính?
ai nói giới tính ta không bao giờ thay đổi. Không thay đổi mà cái tay làm ghê ấy. Ta liều thôi. Đồng thái sư có một cái thói quen mà không biết là bây giờ đã thay đổi chưa, là thói quen không bao giờ tắm. Ai nói? Ta tắm, có tắm mà. À, tắm bao nhiêu lâu một lần ạ? Một năm tắm một lần. Sạch quá. Vậy mà tôi có một cái điều thắc mắc này. Cái gì nữa? Tắm ít như thế mà lúc nào đồng thái sư cũng người cũng rất là thơm, không biết là đồng thái sư dùng loại nước hoa gì mà xịn như vậy. Nước hoa gì? Nước hoa nào mà ta dùng cho đủ? Đó là cái mùi ông hửi thấy, đó chính là thần dược dầu gió xanh hiệu con ó. Wow. Chữa ba bụng. Có cái gì đặc biệt không? Quá đặc biệt. Ta thì có tật tham ăn. Hôm bữa là vua có mời tới ăn buffet. Tại vì quá tham ăn cho nên ngã lăn ra cung điện. Mọi người nghĩ là ta bội thực. Ta ối ra rồi mà vẫn còn no hơi sình bụng chống mặt, nghẹt thở. Vừa đó ta tưởng ta chết rồi đó. Chết 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 mày quá. Cái gì? À không, à, thái sư mà chết thì ai mà cai trị đất nước? Tất cả quan vị trong triều chữa trị cho ta, không ai chữa được. Ta nói ai chữa được ta sẽ thưởng. Nếu không ta sẽ tru di tan tộc. Chết, thế có ai tru di chưa? Bất ngờ có một thằng lính hầu, nó dâng cho ta chai dầu này. Nó nói là trong uống ngoài thoa. Quả nhiên vài phút sau ta hết liền. Quả là thần dược. Từ đó trở đi, đi đâu ta cũng cầm theo dầu gió xanh hiệu con ó này. Nhức đầu, cảm cúm, chóng mặt, đau bụng, ta đều xài nó hết. Cái thằng lính nó dâng cái dầu này đó, từ binh về ta đưa lên thiếu tướng luôn rồi. Hay quá, đồng thái sư thật là sảng khoái. Nói ta tiệt tùng gì sao không thấy bài biện gì ra hết trơn hết trọi vậy. Thái sư cứ yên tâm. Trước khi mình nhập tiệc, tôi có chuẩn bị một chương trình ca nhạc. Ca sĩ local hát giả lắm, ta không nghe đâu. Không, đây là đứa con gái của lão phu, nó mới tốt nghiệp nhạc viện xong, để ra mắt thái sư xem là thái sư xem có thi được visa hay không. Được, cứ kêu ra, có gì ta sẽ nâng đỡ. Dạ, mời thái sư ngồi. Điêu thuyền. Anh Trác đi hả anh Trác? Ôi giời ơi, sao lại gọi là anh Trác, không phải gọi là đồng thái sư. Ê, gọi bằng gì cũng được, đừng kêu bằng mày được rồi. Có Trác đây. Chà, con thấy anh Trác cũng cao to đẹp trai, bụng bự chút xíu thôi hả, đâu có xấu đâu chà. Thì con đừng có nói lung tung. Đứa con gái của lão phu nó vẫn còn nhỏ dại. Đồng thái sư thông cảm. Không có sao. Nàng có thể biểu diễn cho ta nghe được không? Dạ. Con Jennifer mang đàn cho cô. Dạ. Dạ, tiên nữ xin ra mắt đồng thái sư. Đồng thái sư may mắn quá, cô con cả đời không bao giờ hát cho ai nghe hết. Vậy mà hôm nay cô hát cho ông nghe. Bởi vậy ông phải ráng nghe lời ca tiếng hát của cô con nha. Chứ nếu ông mà không có hiểu, người ta gọi là đàn gãi tai trâu đó. Ủa, sao ngươi biết ta tuổi trâu? Trời, câu trả lời không hề liên quan. Dạ, bó tay. Bậy nè. Đổng Thái Sư là ban giám khảo của V-Star, thì làm sao mà những người dám nói đàn khải tai trâu chứ hả? Thế mày đưa đàn cho cô đi. Dạ. Dạ thưa cha, con hát nha cha. Vì hồ minh tuy chẳng nhất thiết sao có tuyết giật chi, nhìn trời
我心中一一讲理智，将来无日明白我，唯一离合我好日子。 Ôi giời, hết lúc nào mà nhanh thế, sao chả ai báo gì cả. To ghen. Hả? Chứ từ đâu? Hả? Tại sao ông Lâm làm cái chuyện tài trời như vậy? Hả? Giờ này còn đi xin gối nữa hả? Đồng Thái Sư. Tại con, sao? Con gái thần đó, nó có hát sai gì đâu mà Đồng Thái Sư lại tức giận như vậy ạ? Tao không nói con gái ngươi, tao nói ngươi. Thế sao? Tại sao ghen làm cái chuyện mà có con gái đẹp mà giấu kỹ vậy? Ôi trời ơi, Đồng Thái Sư cứ làm thế nó ướt hết cả quần. Sợ quá. Sao? Khổ. Tại sao vậy? Có đứa con gái mới lớn cứ phải giấu. Ra đường bây giờ toàn dê không à. Ủa, ta tưởng con mình tay dê thôi mà. Đầu nhiều lắm. Sao? Nó đến tuổi cập kê cho nên là muốn Thái Sư xem mặt để gả cho cháu nó một cái đám nào ở trong triều quý phái cao sang một chút. Kim mà tâm trọng. Ừ. Cao sang. Ở trong triều này ai cao sang bằng ta? Dạ thưa ông, bẩm Thái Sư, ông có cao nhưng không có sang. Người nói gì? Dạ con lỡ lời, dạ con rối, con lỡ lời. Dạ, tha cho ngươi lần này, để ra ta vui đó. Dạ. Không biết là... Chà! Ủa? Cái gì đấy? Nhận con làm con lễ đi, nhạc phụ hiền tế. Ôi giời, thôi thôi, Đồng Thái Sư. Sao nhanh thế? Sư xài cái gì ở đây? Người già hết, kêu con đi mà nhạc phụ. Khổ quá, nếu mà Thái Sư mà lại được là... À tôi là bố vợ của Thái Sư thì còn gì bằng. Đấy. Nhưng mà còn 50 bà ở nhà thì sao? 50 bà đó tao đưa vô viện dưỡng lão hết, đừng có lo. Dạ dạ thưa ông. Dạ con xin ý kiến. Chuyện gì? Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong cảnh kính cổng cao tường, một chiếc lá rơi. Mày nói luôn đi, mày đừng có nói nhiều thế. Dạ dạ, nói chung đại loại là ông lấy cô con thì cứ lấy, nhưng mà về con sợ là đêm động phòng ông làm nhẹ nhẹ tay không thôi. Cô con xỉu, cô con yếu lắm. Dạ. Sách có câu trường túc bất chi lao, có nghĩa là chân dài không bao giờ biết mệt. Ta chỉ sợ ta mệt chứ không phải điều thuyền. Dạ thưa ông, con lại xin ý kiến. Cái gì nữa? Vậy là bây giờ cô con đã đi theo ông đó hả? Cô con lấy chồng rồi ư? Ừ. Cô con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, quanh năm sống trong kính cảnh kinh cộng cao cực. Dạ. Tôi vô đây chưa đầy 15 phút tôi nghe người nói 2-3 lần rồi. Dạ. Muốn gì thì nói lại đi. Dạ. Cô con đã đi theo ông rồi, cô con lấy chồng, con cũng muốn đi theo để che chở cho cô con. Ông hãy kiếm cho con một tấm chồng như ý. Được, người muốn chồng như thế nào? Dạ, cô con đã lấy Đổng Thái Sư thì con chỉ cần lấy Thái Tử là đủ rồi. Ta sẽ cho người lấy thay giám. Thôi, dạ thôi, dạ thôi bỏ, con ở nhà cũng được. Chứ lấy thái giám vô chổng rồi cái chơi banh đũa với thử áo đầm mệt lắm mà. Dạ con xin phép con vô. Dạ con sợ. Chưa tư đồ. Anh trai mang cháu nó ra để không đưa ông. Ngày mai ta sẽ đưa quần thần tới đây rước dâu liền. Ôi sao nhanh thế? Cưới vợ phải cưới liền tay mà. Thái Sư. Chuyện gì? Thái Sư. À,
Ông muốn nói gì? Thái sư. Biết rồi, cái gì? Thái sư ơi, nếu ông muốn lấy điêu thuyền làm vợ thì xin hãy tắm rửa và ăn chay cho đủ 30 ngày. Ăn sao nữa? Hết rồi. Ông rảnh quá ha. Nè, ăn chay á thì có thể được, nhưng mà cái mạng tắm thì bỏ đi nha. Không, ta lấy 50 bà vợ rồi, hồi nói giờ ta có tắm đâu. Phải tắm chứ, làm sao lại không tắm? Thì là ông sắp làm vua, bây giờ phải theo cái lệ của cung vua là ăn chay và tắm rửa. Thôi được, vì điêu thuyền ta sẽ đi tắm trắng. Dạ cũng được, thôi à, tốt quá rồi, chịu tắm trắng là được rồi. Ta nói cho ông nghe điều này bí mật. Ta sẽ đoạt ngôi vua. Hả? Sau này con ông sẽ trở thành chính cung hoàng hậu. À, nhưng mà thái sư mà lên làm vua là hay giết người linh tinh lắm, cho nên là con cháu nhà tôi nó hiền lành, thái sư phải hết sức nhẹ nhàng. Yên tâm, ta chỉ giết những thằng cài chớn thôi, ta không bao giờ giết vợ. Điều thuyền. Dạ. Ta về nha. Dạ. Vài bữa nữa ta sẽ đem quân lính tới để mà rước nàng về dinh. Dạ anh Trác về. Đẹp quá. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi trong ta, mãi trong ta. Lời thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong mơ, trong mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào, lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Đẹp đôi quá. Thôi ta về nha. Dạ rước thái sư lại phủ. À khoan, quên. Giật bất ly thần, dầu gió xanh hiệu còn ó, chữa ba bệnh. Mình tưởng ông ấy quên là mình được chai dầu gió, hóa ra là ông cũng... Vậy là kế hoạch của cha đã thành công rồi, bây giờ làm sao cha? Tốt, bây giờ con lại vào chuẩn bị tiếp. Ba, cha lại gọi thằng lã bú. Vậy nhá, khi nào cha kêu ra nữa nha cha. Lã Văn Bố. Alo, Lã tướng quân đấy hả? À, Lão Phu đây ạ. À, Lão Phu là Vương Tư Đồ. Vâng, hôm nay là sinh nhật của Lão Phu. Xin mời Lã tướng quân tới chơi một chút. Ơ, đang trên đường rồi à? Ồ, vâng. À, rồi. See you later. Bye. Tư Đồ! Úi giời! Tư Đồ! Sao nhanh thế? Nãy giờ ta đứng ở ngoài cửa vừa mời là ta phóng vô đây liền. Tư Đồ nè! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday Tư Đồ. Happy birthday to you. To you. Happy quá, đúng là võ tướng có khác. Happy birthday cũng rất là đặc biệt. À, mà có một cái điều Lão Phu muốn hỏi tướng quân mà không biết là có tiện không.
hỏi lẹ đi chứ đứng trụ vậy cũng hơi mệt lắm. Ừ, hỏi lẹ đi. À, lúc nãy là hát thì hay à, múa này, nhưng mà cái cuối cùng ấy là như này là làm sao, là làm cái gì đó? Cái đó là ta giật như vậy là người ta kéo cái lông trĩ xuống đó mà. Ô à, thế lông đâu? Hồi đã đi lật đật quá chưa có kịp gắn lên. Trời ơi, giờ gắn lên được đó. À, sao mọi khi cái lông chỉ dài mà cái sao lông này ngắn thế nhỉ? Cái đó là lông chỉ, còn này lông vịt. Đẹp không? Hay, đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Đẹp trai đúng không? Ừ. Từ đồ có biết bài lời tỏ tình dễ thương số 2 không? Biết. Đó, cái bài đó đó. Hi. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Và con tim rất trung tình. Bà đã viết cho ta đó. Thế à? Thế là thằng nào không ai dám hát cả. Bà viết cho ta thì chỉ có một mình ta hát thôi. Nè Tư Đồ nè. Dạ. Hồi nãy ta coi new feed trên Facebook á. Thế à? Lên đã lên Facebook nhanh thế rồi. Cho biết. Thì ta thấy rằng là cha ta nói là sẽ qua đây cưới con gái của Tư Đồ. Ông chừng là con gái Tư Đồ chắc phải đẹp lắm nên cha ta lật là cho năm bà vợ kia vô trong nó xin hôm hết rồi. À. Mấy giờ Tư Đồ cho ta coi mặt kế mẫu được không? Coi được không? Coi được không? Tư Đồ cho ta coi được không? Đánh đi ông nội. Trời ta kêu cho coi con mặt kế mẫu chịu cho coi mà cứ cười ha ha hoài. Cứ bình tĩnh. À, được. Được phải không? Sẽ gọi cháu nó ra cho ra mắt Lã Tướng Quân. Kêu liền, kêu liền. Con ơi. Dạ. Tiên nữ xin ra mắt Động Tướng Quân. Điêu thuyền đấy à? Dạ. Ta về. Ơi. Nhầm. Nhầm cái gì? Con này nó là người ở điêu thuyền là con của gã của lão mà nó lại là phi thuyền. Mày đi vào ngay. Con này phi thuyền thì phi công nào dám lái? Dạ cũng có mấy chục người lái rồi đó. Mà lái thằng nào chết thằng đấy tiền ngay mấy thằng phi công đó chắc nó không có biết phi thân cho nên nó bỏ mạng luôn. Dạ thôi bây giờ con phi thân vô trọng đi chứ đứng đây sợ lão bố thấy lão bố đừng ói. Dạ vòng gọi cô ra đây. Cô ơi, à, tuổi đâu đi thuyền không à? Điêu thuyền. Dạ. Úi giời ơi, đúng là lã bố hí điêu thuyền. Anh bố đi hả anh bố? Anh bố đẹp trai quá trời quá đất ạ. Thật sự là hôm nay ta bớt đẹp rồi đó. Ủa gì hả? Gì hả? Ừ, tại ta mới đi đánh giặc ở bên Afghanistan về. Sóng gió sa mạc làm ta bớt lung linh và lộng lẫy đi. Ồ, gì hả? Chàng đừng có lo, để chút xíu đó em sẽ tặng hai chàng hũ kem chống nắng của Kỳ Duyên House. Oh, I like. Thank you very much. Thank you. Võ tướng có khác rồi, có cảm ơn thôi mà cũng mưa phun đầy mặt. Lã Tướng Quân đánh giặc thì rất giỏi, nhưng mà tôi nói thật. Nói sao? Cái riêng cái khoản gái là không có thể nào bằng Tổng Thái Sư được. Tư Đồ được có cái nói đúng. Thật sự cái vụ cua gái thì ta thấy cha ta rất là hay. Tại vì trời thương ổng cho nên ổng thường chơi. Còn ta trời không có thương nên thường không có chơi. Tại bận rộn đi đánh giặc quá mà đâu có thời gian đâu mà bồ bịch. Bởi vậy cả triều đình nó đồn ta bê đê. Cái gì vậy? Mới có đồn chứ phải thiệt đâu mà làm gì khóc liền vậy? Không phải vì chuyện đấy. Chứ chuyện gì? Chả là thế này. Thế này. Tôi mời Đồng Thái Sư qua đây coi mắt con gái của tôi. Ừ. Để xem là nó có hợp không để cưới cho Lã Tướng Quân. Ừ. Mà ông ấy qua, ông thấy con gái tôi đẹp quá, thế là ông hốt luôn.
Có chuyện này sao? Vâng. Đấy, tôi này, tôi cũng muốn gả cho cái người mà nó phải tương xứng. Đấy, đẹp dai, phong độ. Đấy, con gái tôi cũng muốn lấy một cái người mà phải giỏi giang, phải còn giỏi võ. Đấy. Tư đồ nói đúng. Nếu tư đồ đã muốn gả con gái cho ta, điêu thuyền nàng cũng muốn lấy ta, thì động trác nô đo. Ủa, nô đo là gì vậy? Bích cửa cài thêm hai cái lựu đạn vô. Nhưng mà ông ấy, cả triều đình sợ ông ấy, mà lại cả nước sợ ông Đổng Trác, thì làm sao mà bây giờ tôi làm thế nào bây giờ? Cả nước sợ Đổng Trác, cả triều đình sợ Đổng Trác. Đúng. Vì bên Đổng Trác có lã bố ta. Không có lã bố thì Đổng Trác chỉ là đống rác. Một ông già bất lực, bệnh tiểu đường, trói gà không chặt, thì có gì đâu mà phải sợ. Bố ơi. Ơi bố đây. Không, con kêu anh bố, con kêu cha. Kêu phải rõ ràng là anh bố. Này, vô trong đi cho đôi trẻ tao tâm sự chút. Đi vào uống trà vậy. Biết điều gì hết rồi. Anh bố ơi, vậy là từ nay em không kêu anh bằng anh nữa rồi, mà em phải kêu bố bằng con. Hey. Why? Thì tại vì em phải lấy cha của chàng là Đổng Thái Sư đó. Đâu có được. Điêu thuyền là của lã bố là phải của điêu thuyền. Điêu thuyền nàng phải về với ta. Điêu thuyền. Anh bố. Ê bố đây. Không kêu không. Tại sao người dám mơ ma của mày? Má cứ đứng đây, anh qua anh xử ba, xong anh về anh cưới má liền. Đổng Trác. Mày nói cái gì? Đổng Trác. Mày muốn cái gì? Tại sao là ôm gia của ta? Không, điêu thuyền là của lã bố. Mày Dương Tư Đồ, chuyện này là sao? Ha? Ông, tôi không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào là thế nào? Lã bố giỏi võ như thế, bây giờ sang đây nó bỏ là xem mặt kế mẫu, thế là bây giờ xem mặt đẹp quá, thế là nó lệ thích vớt luôn rồi. Mà cũng tại ông. Sao tại tôi? Tôi đã dặn rồi là đừng có post Facebook. Tự nhiên là post Facebook là ai cũng biết là nó sang đây, có phải bây giờ mất vợ không? Mà cái gì? Tôi thích thì tôi post. Ai? Bây mà tôi nói cho ông biết lúc nãy nhá, nó còn nói là ông bị bất lực. Cái gì? Lã bố, người dám nói tao bất lực à? Thằng hỗn lao, tôi biết hay. Người muốn gì? Ông muốn gì? Thôi. Cái gì vậy? Giờ muốn quýnh lộn phải không? Quýnh lộn phải không? Anh á, là con phải nhường cho cha, biết chưa? Biết chưa? Cha con gì? Ta họ Lã, ông họ Đổng, không có liên quan gì với nhau hết. Ô, ta là Lã bố, cha ta là Lã giọng. Nàng có ăn cha ta Lã giọng chưa? À, có ăn rồi. Ngon đúng không? Ngon. Ba ta làm đó. Ủa vậy hả? Còn bên kia, ta chỉ mới làm công trọng có 2 năm thôi. Thấy già cả lớn tuổi kêu tiếng cha vậy, chứ không lẽ kêu tiếng mày, nó cũng mất dạy. Thằng mất dạy. Dạ thưa cha. Ừ. Giờ dinner đã tới. Cha muốn ăn cơm hến hay cơm âm phụ để con nấu? Cha thì cha hợp với hến, không hợp với âm phụ. Dạ. Mày ghen nước miếng vô đi. Dạ. Cha chảy xuống đụng dưới nước luôn kìa. Đưa đồ. Ai đây? À, đây là con gái nuôi thứ hai của lão phu. Ừ. À, chị nó là điêu thuyền, em nó là điêu linh. Oh. Nghe sao muốn điêu đứng luôn vậy? Ta sắp điêu tàn rồi. Nè,
Tư Đồ toàn là con gái nuôi xinh đẹp hết. Chẳng hay nàng này xuất xứ từ đâu? Vâng, con ra thưa chuyện với Lã Tướng Quân với Đổng Thái Sư rồi tự tóm tắt thiểu sử luôn đi con. Dạ. Dạ thưa Đổng Thái Sư. Dạ thưa Lã Tướng Quân. Ngày ngày em gắn hàng rong. Trên phố có hàng cây thông. Dưới phố có một vườn bông. Vườn bông có con kỳ nhông. Và ngoài chợ cũng rất đông. Chợ cặp anh lĩnh lệ tên Phong. Anh là người đàn trong dừng em về phủ Khai Phong. Cái này là con tào lao này con này. Cái phủ này á, là phủ Doãn, là ba là Vương Tư Đồ chứ không phải là phủ Khai Phong. Con lồn, con lồn. Con á, con tiếng Huế con đừng nói chữ lộn. Nó kỳ lắm, con phải nói chữ nhầm. Bởi vì con thích mọi vương ông, con nhầm. Con nhầm. Nhầm mà. Rồi sao được. Rồi vào đây, em gặp được hai cộng lông. Gặp được hai cộng lông. Nhiều khi có lông nó cũng có cái lợi. Chứ không có giống như bên kia. Tội lỗi. Xin lỗi mày à. Cái này là cái gì mày? Cái đó rau. Ông nội. Rồi. Yeah. Cái gì? Tình chạm áp như vầng thái dương. Mày muốn cái gì mà nói mẹ ra đi. Đây. Cái gì mà chàng... Quá đáng gì cha. Từ từ chứ. Số xúc mão ta luôn à. Mới thấy gái đẹp thôi mà làm gì mà dữ vậy nè. Chào con nói nghe nè. Chuyện gì? Ai cho con tâm sự? Sao? Con nói cho nghe. Nãy giờ con thấy con mất bất hiếu quá. Đúng. Lương tâm con cắn rứt. Ừ. Thấy có lỗi với cha quá. Bây giờ con tính như vậy. Sao? Điều thiện của cha, điều linh của con. Mày chơi cha tao hả? Điều linh của tao, điều thiện của mày. Không, điều thiện của cha, điều linh của con. Điều thiện của mày. Không, của cha. Điều thiện của mày, mày. Của cha. Mày có cãi. Con tự nhiên bây giờ con vào đây làm con làm hỏng hết chuyện của cha với cả chị rồi. Con vào đây làm gì? Con quên. Con đi kiếm Nguyệt Cạc ơi. Nguyệt Cạc của mẹ mất rồi. Nguyệt Cạc. Con Nguyệt Cạc đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi. Đang kiếm ai? Ủa kiếm cái gì vậy? Con Nguyệt Cạc. Nó đi kiếm con của nó khổ. Ủa, nàng có con rồi sao? Nói vậy là nàng đã có chồng. Dạ không. Hên quá. Chị mới có con thôi. Cái niên người Mỹ gọi là single mom. Chết cha ơi. Vậy thì cha đứa bé đâu? Dạ, cha đứa bé đang bận diện cho chương trình Thủy Nga quay show 121. Ai vậy? Lệ. Dạ, Băng Kiều. Cái thằng này nhỏ mà nó lẹ dữ. Bởi vì người ta nói đúng, nhỏ mà nó có vỏ. Chỗ nào cần bự nó mới bự. Theo tôi thì cái chuyện này mình không nên đào sâu. Mình bỏ nó đi. Bỏ bỏ cái gì? Tôi thấy nhìn ông có hơi giống giống đó. Thôi. Đây, đẹp trai thế này cơ mà. Rồi, được rồi. Cha, bây giờ cha tính sao để chứ con thấy vậy là không được rồi. Cha tính như vậy. Ở nhà này, một đứa thì ô môi, một đứa thì single mom, không có vui. Bây giờ về triều, cha con mình đoạt ngôi vua, rồi tuyển cung phi toàn quốc chia nhau xài. Cha, con thấy mấy mình nên tuyển hoa hậu đi. Hoa hậu của con, á hậu của cha. Mày chưa cha tao nữa hả mày? Con đi về. Con hơn cha là nhà có phúc mà. Thôi về cha. Đứng lại. Còn tôi thì sao? Cái gì vậy? Tôi thì sao? Sao bà đàn ông dữ vậy bà? Sao tự nhiên manly quá vậy? Rồi đàn ông thì sao? Không thì thôi đi.